Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 3 năm 2022, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em cập bến về đủ loại những cái mặt hàng kg cực kỳ là đẹp, và thêm rất là nhiều những cái giỏ hàng lan thuần đáng sưu tầm nhất, những cái mặt hoa đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì ở một số tỉnh thành phía Nam, để đảm bảo hành trình cho đơn hàng thì bên em có thể sẽ gửi chuyển cước chuyển phát nhanh, thì cước có thể nhỉnh hơn khoảng tầm 10 cho đến 20.000 cho một đơn hàng cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng lan huyết nhung vàng, một cái dòng lan được coi là một trong những dòng lan hiếm và phân bố rất là hẹp. Và cái hàng này ở vùng địa phương Cao Bằng thì có, và một số tỉnh của cái sát với cả địa phương Cao Bằng thôi. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là nhú nụ như thế này rồi cô chú anh chị này, cái lô hàng về rất là xinh luôn nhá, rất là xinh luôn ạ. Hoa màu vàng như là những cái ánh sao luôn, như những cái chùm sao ấy cô chú anh chị. Huyết nhung vàng em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Cây này thì lá khá là giòn nhưng mà dân người ta giữ được rất là tốt luôn cô chú anh chị ạ. Giữ được rất là tốt luôn nhé về cái thân lá ấy ạ. Rồi tiếp sang bên này đây, em có một cái lô vanda rừng. Lô vanda rừng rất hoa rất là thơm. Cái lô vanda rừng này em bán 60.000 này cho 1 kg này. 60.000 cho cái lô này chứ. Và sang bên này đây sẽ là kiều vuông. Kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Thì hàng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng bên em thì nó sẽ không có thân, không có to như là cái dòng của bên Tây Bắc cô chú anh chị nhá. Nhưng mà hoa thì cực kỳ là sai hoa luôn, cái dòng kiều vuông mỡ gà bên em ạ. Hàng thì hiện tại đã đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ rồi. Em bán kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng, em bán với giá là 200.000 cho 1 kg kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Rất là đẹp luôn. Hàng hiện tại đang bắt đầu là chuẩn bị sưng mắt nụ rồi. Và sang bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng này. Thân thì cực kỳ là xanh tươi và đẹp luôn ạ. Hiện tại thì cây đang nụ và gà tròn của cây thì đang nụ này, và dân giữ được cái nụ khá là tốt. Và thân gà tròn của vùng Cao Bằng thì gần giống như gà dẹt, nhưng mà khi mà sổ hoa mắt nhung đen tuyệt vời luôn, bông hoa cực kỳ là to. Ít có nơi nào có mặt hoa phải nói là đẹp rực rỡ và hoa to như gà tròn của vùng Cao Bằng đó ạ. Em bán 200.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây sẽ là dòng quế lan hương, quế trắng tháng 8, một cái dòng lan được coi là đệ nhất hương. Đệ nhất hương đây cô chú anh chị nhé. Hoa nở vào tháng 8 và bây giờ cái tầm ghép rất là đẹp để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức những cái giò lan thơm nức mũi vào mùa tháng 8 này. Em bán là 400.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng đùi gà dẹt ạ. Đùi gà dẹt thì hàng đang rất là nhiều nụ này cô chú anh chị này. Đó, và mầm gốc thì cũng đang hiện tại cũng đang chuẩn bị lên mầm gốc rất là đẹp luôn nhé. Đây là cái hàng mà em đã chọn lựa từ những cái lô hàng gọi là hàng xỉ đi cho khách các cô chú anh chị. Nói chung là nụ nó khá là lớn rồi nên là đóng gói vận chuyển về thì nó cũng có những cái nó hỏng nụ nhiều. Và gà dẹt thì em xin phép được bán với giá là 180.000 trong 1 kg thôi, là gà dẹt nhé. Sang bên này đây sẽ là hoàng thảo chuỗi ngọc. Đấy, hoàng thảo chuỗi ngọc thì hoa ba màu rực rỡ và cực kỳ là bền hoa, rất là bền hoa luôn ạ. Và cái đây cô chú anh chị này, thân căng mướt rất là đẹp luôn. Hàng thì hiện tại cũng đang chuẩn bị là lên những cái mầm gốc cực kỳ là xinh luôn ạ. Và cái dòng lan này thì em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Dòng hoàng thảo chuỗi ngọc cũng đang nụ rất là đẹp, thân cực kỳ là khỏe luôn. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo xoắn. Cái lô hoàng thảo xoắn này thì phải nói là em thấy là rất là đặc biệt, rất là ưng ý luôn, bởi vì những cái bông hoa nào mà sổ ra thì đều tím lịm như thế này cô chú anh chị nhé. Hiếm có nơi nào, hiếm có cái lô hàng nào mà có cái mặt bông nó tím hồng đẹp như thế này lắm đâu ạ. Hiếm nơi nào có cái mặt bông nó hồng đẹp như vậy thôi nhá. Em thấy là bình thường là hoa nó chỉ hơi xoắn và màu có chỉ hơi tím tím nhạt thôi, nhưng mà lô hàng này cây nào nó sổ hoa cũng đều như thế này cô chú anh chị ạ, đều đậm như vậy nhá. Và một cái lô hàng như vậy thì em xin phép được bán với giá là 350.000 cho 1 kg hoàng thảo xoắn ạ. Dề có khá là nhiều những cái dề đẹp như vậy. Và bên này đây sẽ là dòng ý thảo ba màu. Một cái lô ý thảo ba màu phải nói là đẹp một cách xuất sắc luôn. Hàng đang chi chít là nụ như thế này.
Đó, đang chi chít là nụ luôn cô chú anh chị nhá, mà dân người ta giữ được nụ tốt lắm luôn đấy ạ. Đấy cô chú anh chị nhìn này, nụ rất là đẹp. Mầm gốc đang lên, ý thảo ba màu 170.000 cho 1 kg. Cái dòng này thì sổ ba màu sắc rất là rực rỡ luôn. Còn bên này đây sẽ là cái dòng sơn thủy tiên này. Những cái giả hành sơn thủy tiên bự chảng như thế này mà cây thì đang nụ này. Rồi cây này hình như là cho đâu sẽ là khoảng tầm 2 cái chùm hoa. Với giả hành như vậy cô chú anh chị nhá. À, sơn thủy tiên thì cũng có những cái giả hành nó nhỏ nhỏ tròn vo rất là xinh. Cũng có những cái giả hành nó lớn. Em bán dòng sơn thủy tiên với giá là 170 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là hoàng lạp này, xanh lá cực kỳ đẹp luôn. À, xanh lá rất là đẹp luôn. Cái hoàng lạp ạ. À, cây đang sưng những mắt nụ tuyệt vời như thế này. Đây ạ. Em bán hoàng lạp nhé. Với giá là 130.000 cho 1 kg thôi ạ. Hoàng thảo hoàng lạp xanh lá rất là đẹp. Và sang bên này đây sẽ là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. 180.000 cho 1 kg hoàng thảo lụa vàng bên này với giá là 190 cho 1 kg nhé. À, kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp thơm hay là còn gọi là kim điệp nhựa, hoa cực kỳ là thơm. À, như bông hoa như là những cái bông hoa nhựa luôn ạ. Đẹp, hiện tại thì một số cây cũng đang nụ này. Cũng có những cái cây nụ nó lớn nên vận chuyển đóng gói nó hỏng nụ nhá cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi, em bán từ 0,3 thoải mái cô chú anh chị sưu tầm luôn. Và đây là kèn zin chuẩn rừng luôn. 100% bảo hành mặt bông kèn cho cô chú anh chị. Hàng rừng thì bao giờ nó sẽ khỏe cây hơn. Cô chú anh chị nhìn cái mầm của nó lên tuyệt vời như thế này ạ. Đó, cái dòng kèn rừng này thì cái cơ hội gọi là, cái thời điểm bây giờ gọi là cái cơ hội thuần ấy, cơ hội thuần là sẽ cao hơn rất là nhiều. Và những cái bông kèn rừng khi mà cô chú anh chị trồng được bông hoa khi mà sổ tại vườn á, nó sẽ rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, hàng kèn rừng ạ. Cây đang lên mầm rất là xinh. Em bán kèn rừng hôm nay với giá là 900.000 cho 1 kg. Nói chung là dòng kèn vườn thì chỉ rơi vào là 500.000 thôi. Nhưng mà cái khả năng thuần thì nó sẽ khó hơn, bởi vì là người ta phân thuốc nhiều ấy ạ. Ngay cả cái dòng hạc vĩ thì em không dám bán hàng vườn luôn, bởi vì là người ta phân thuốc nhiều và cây về thì nó rất là mập. Nhưng khi mà lên mầm ấy thì em thấy là đa số nó còi ấy. Cái mầm nó còi bé tí hơn rất là nhiều so với cái hàng mà hàng ở rừng về ấy. Nên là em cũng rất là ngại bán cái hạc vĩ, hàng gọi là hàng trồng ấy cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là cái dòng kiếm kiếm lô hội cô chú anh chị nhá. Kiếm lô hội nói chung là về cái giá trị thẩm mỹ thì không biết cô chú anh chị như thế nào, nhưng bản thân em được ngắm những cái giò lan lô hội với những cái chùm hoa rủ xuống thì em cảm thấy rất là mê, rất là đẹp luôn. Đấy, trước đây thì khi mà em chưa chơi lan ấy, nhìn thấy cái giò lô hội nở hoa thì phải nói rất là ao ước. Có những cái cây lô hội để trồng để được thưởng thức hoa chỉ muốn cần vài tép thôi. Đó, cái hồi đấy em nhớ cái hồi là hồi đấy là em chưa có chơi lan ấy, cách đây cũng rất là nhiều năm rồi. Đó, cái dòng lô hội này em chỉ bán có 60.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài vệ nữ này. Cây hài vệ nữ, hàng vừa về tươi roi rói và cây thì hiện tại là nó đang nụ rất là xinh này cô chú anh chị này, đang nhú nụ như thế này. Một số cây thì đang mèo nụ đây, đang nụ như thế này. Cô chú anh chị về trồng sẽ được ngắm một mùa hoa trọn vẹn luôn. Em thấy người ta bán một chậu thôi, cũng ít thân thôi, tức là một nụ thôi người ta bán lên 150.000 rồi, hàng thuần đấy ạ. Thì ở đây em chỉ bán có 80.000 trong 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Hàng về tươi roi rói luôn, đảm bảo cô chú anh chị lấy một phần thì cũng sẽ được ngắm thưởng thức hoa luôn đấy ạ. 80.000 cho 1 kg cái hài vệ nữ. Cây bầu rượu với giá cũng 80.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng thanh đạm sữa cô chú anh chị nhé. Dòng thanh đạm sữa, hiện tại thì cái dòng này thì phải nói là rất là sai hoa và rất là dễ trồng dễ chăm. Cây thì bây giờ đang nụ này và hoa của nó thì cũng rất là dài và cũng cực kỳ là xinh nhá. Và 1 kg thanh đạm sữa này nói chung về giá trị thẩm mỹ thì em thấy là nó cũng rất là tuyệt vời đấy ạ. Em bán với giá là 60.000 cho 1 kg thôi. Và cô chú anh chị cùng em ngắm một cái chậu thanh đạm sữa mà em cũng trồng rất là ít thân thôi. Hiện tại nó đang sổ hoa ở đây này cô chú anh chị này, đang sổ hoa đây này. Đó, cái cần hoa của nó rất là dài như thế này. Đó, cánh hoa vươn nhìn rất là xinh như thế này ạ. Đó, hoa của nó thì rất là sai, như cái chậu này thì vài giả hành thôi mà hiện tại là đang đến 3 chùm hoa nhá. Nếu mà sổ hết thì nhìn cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là cô chú anh chị mà trồng lên một cái đôn ấy, rồi là treo cao dù nó rủ xuống như thế này thì rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Nếu như cái khóm nó lớn ấy. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, 60.000 cho 1 kg thôi mà cô chú anh chị thấy là mình trồng thì cũng rất là đáng thưởng thức đúng không ạ? Những cái bông thanh đạm rất là đáng thưởng thức, rất là xinh như thế này này. Đó, và nếu như cô chú anh chị nào mà muốn lấy những cái chậu này, hiện tại thì em có những chậu, mỗi một chậu 3 ngồng hoa như vậy nhá. 3 ngồng hoa như vậy, em bán với giá là 100.000 cho một chậu. Đấy, cô chú anh chị nào mà muốn lấy luôn những cái chậu này về để thưởng thức thì em bán luôn này.
100.000 một chậu này. Còn hàng cân bên này thì chỉ có 60.000 thôi, và nụ thì chi chít luôn, đang nụ cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Bên này đây sẽ là giáng hương đuôi sóc với giá là 100.000 trong 1 kg nhé. Và mùa sóc mùa này thì cây khá là top lá bởi vì là cái mùa mà chưa đến mùa mưa ấy cô chú anh chị. Nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị là sẽ là cái thời điểm dễ thuần nhất của dòng giáng hương đuôi sóc đấy ạ. Bên này đây sẽ là ngọc thạch ba màu này, ngọc thạch ba màu thân căng mướt, cây bây giờ hiện tại một số cây đang lên mầm này. Ngọc thạch ba màu em bán với giá là 150.000 trong 1 kg thôi. Cái dòng lan này thì cô chú anh chị mà đã ngắm hoa thì biết rồi, với ba màu sắc rất là rực rỡ luôn, cái ngọc thạch ba màu này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hạc vĩ. Em có một cái lô hạc vĩ Bắc này, hay còn gọi là phi điều hồng, rất là đẹp luôn này. Cái lô hạc vĩ Bắc này em bán với giá là 100.000 cho toàn bộ cái lô này nhá. Cô chú anh chị về ghép được một giò to đùng đẹp luôn. Bên này thì em có hai lô kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy. Mỗi một lô như vậy thì cô chú anh chị có thể ghép được hai giò luôn nhá. Em bán với giá là 70.000 cho một lô đấy ạ, 70.000 cho một lô. Sang bên này đây sẽ là dòng đai châu Thái, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam mình ạ. Nên là cô chú anh chị mà mang về trồng ấy thì nó sẽ rất là dễ thuần và dễ phù hợp, dễ trồng và dễ lên, dễ thuần mà ở cái địa phương của mình cô chú anh chị nhé, chứ không phải hàng em nhập Thái đâu, mà nó có hơi lỗi lá nhẹ. Bình thường em bán 450 thì hàng hôm nay em sẽ để với giá chỉ có 350.000 thôi ạ. 350.000 gọi là hàng thanh lý, nó có lỗi lá cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng em xem lại cái lô xoắn rất là đẹp này, hoa mặt hoa cực kỳ là đẹp. Lô xoắn này cô chú anh chị thân xanh mướt rất là đẹp luôn. Lô xoắn ạ, và hoa tím đậm cực kỳ luôn ạ. Rồi ạ, bên này đây sẽ là combo những cái cây thiên nga, hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhé. Hàng sẽ chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị. Và mỗi một cây thiên nga như vậy cô chú anh chị trồng thì mùa đông tới cũng như là Tết tới này thì cô chú anh chị sẽ có quyền thưởng thức hoa luôn, bởi vì là những cây này hàng cây giống, như vừa rồi là đã có nhiều cây nó sổ hoa rồi cô chú anh chị nhá, nó sổ hoa rồi ạ. Hiện tại thì đang lên mầm rất là xanh tươi như thế này. Đây thì em có cái cây này gọi là cây thiên nga xanh này, hay còn người ta còn gọi là ngọc trai xanh. Và thiên nga này sẽ là thiên nga màu, cây này là cây thiên nga màu đỏ cô chú anh chị nhá. Thiên nga màu đỏ đấy ạ. Đây cây đang lên mầm rất là xinh như vậy này. Và bên này sẽ là thiên nga màu vàng, cái mầm nó có phần là hơi ngắn hơn. Bên này sẽ là thiên nga màu nâu đốm, thiên nga màu nâu đốm, hoa cũng rất là độc đáo và đẹp. Và bên này sẽ là dòng thiên nga đen. Mỗi một cây thiên nga như vậy, hàng chuẩn mặt bông cây giống nhá, thì em bán với giá chỉ có 40.000 cho một chậu thôi ạ. 40.000 cho một chậu. Với combo 200.000 cô chú anh chị mình sở hữu ngay 5 mặt bông thiên nga. Chuẩn thiên nga chứ phải dòng cát tum cô chú anh chị nhé. Cây cát tum thì thân lá giống thiên nga, nhưng mà khi mà sổ hoa thì hoa nó sẽ không thể nào mà nhìn sang chảnh và đẹp như cái dòng thiên nga đâu. Và cái thiên nga cát tum thì nó chỉ có màu hơi nâu nâu đốm đốm thôi, và hoa nó sẽ không bền như là cái dòng thiên nga. Và hàng này của em là chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò sơn thủy tiên ạ. Những cái giò sơn thủy tiên, hàng này thì cô chú anh chị có thể trồng những cái có thể mua hàng cân, hoặc là lấy giúp em những cái chậu thiên nga này cũng được này. Và mỗi một chậu như vậy thì em xin phép được bán với giá là 250.000. Đó, 250.000 cho một cái chậu thiên nga như thế này, một cái chậu sơn thủy tiên như thế này. Và cô chú anh chị cùng em ngắm một cái chậu sơn thủy tiên cũng hết sức là, phải nói là nở hết sức là tuyệt vời, từ những cái chậu nó gọi là rất là bình thường luôn. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái chậu sơn thủy tiên này. Đây là một cái chậu mà người ta trồng vào chậu nhựa đen nhá, mà cô chú anh chị thấy là cũng rất là bình thường thôi, mà nó có thể sổ ra những cái rất là nhiều hoa như thế này, đẹp. Cái dòng sơn thủy tiên thì hoa của nó bao giờ cũng sẽ dày bông hơn, nhiều bông hơn rất là nhiều so với cả hoàng lạp này cô chú anh chị này. Bên ngoài nó rực rỡ cực kỳ luôn á cô chú anh chị. Đây này. Rất là nhiều cần hoa, chỉ có một cái chậu rất là nhỏ bé như thế này thôi, thì một chậu như thế này thì em nghĩ rằng là khi mà sổ hoa đủ cho cô chú anh chị có một mùa vàng rực rỡ cô chú anh chị nhá. 250.000 cho một chậu giả hành cực kỳ là khỏe, thân lá rất là khỏe và đẹp như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này, thân căng mướt luôn. Đó, thân căng mướt như vậy, cây thì cũng đang nhú nụ này, mầm gốc đang lên rất là xinh luôn ạ, sum suê luôn như vậy. Em bán là 160 cho một chậu. Bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Đây, cái chậu kiều vuông cánh trắng khá là nhiều thân. Nói chung là em bán 180.000 cho một chậu kiều vuông cánh trắng như thế này. Ở đây á, những chậu này cô chú anh chị lưu ý giúp em, có khá là nhiều thân không có lá nhá. Nhưng mà những thân không có lá này dưới dòng kiều vuông cánh trắng thì nó sẽ là những cái thân mà sau này nó cho nụ cho hoa ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Cô chú anh chị thấy là chậu này đều là hàng thuần của Việt Nam mình nhá.
chậu thì rất là nhiều thân. Hiện tại thì cây thì đang lên ki, lên mầm, và một số cây thì đang có nụ. Và một chậu như vậy với giá chỉ có 130 cho một chậu thôi. Và hàng này thì nó có khá là nhiều mặt bông, ví dụ như là bông bông hoa cánh tím trắng này, hoặc là màu vàng nhật rất là xinh này cô chú anh chị này. Màu vàng nhật rất là xinh, hoặc là màu chớp tím. Đấy, vàng chớp tím rất là đẹp. Và một chậu như vậy với giá chỉ có 130 cô chú anh chị thấy ạ. Chậu rất là nhiều thân luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là một cái dòng dendro, phải nói là một cái dòng dendro rất là đặc biệt. Dòng dendro gọi là dòng dendro lá biên. Đấy, một cái dòng dendro lá biên mà cái dòng này thì cũng gọi là khá là hiếm trên thị trường. Cái thân thì căng rất là mập. Thân mập nú luôn này cô chú anh chị này. Một chậu là một thân nhá. Ui. Một chậu là một thân, cái này thì người ta trồng bằng vỏ thông ấy. Khi mà mình nhấc lên nhấc xuống nhiều thì nó bị lung lay ạ. Đấy ạ. Một chậu một thân mập nú như vậy em bán với giá là 180. Và hiện tại thì cô chú anh chị biết rồi, cái xu hướng gọi là cái dòng lá biên, lá phát tài tượng trưng cho tài lộc này thì hiện nay đang rất là nhiều người muốn sưu tầm, muốn có. Người ta nói quan niệm rằng cây này thì sẽ mang đến những cái vận may, sự tài lộc và sự may mắn. Và đây là không chỉ là một cái dòng mà đẹp ở cái thân lá mà cái mặt hoa của nó cũng vô cùng là xuất sắc như này, tức là cánh sẽ vàng và cái mắt đen, họng đen như thế này cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị có thể thấy là giá của cây này mà người ta bán giá lên đến, có nơi người ta bán lên đến 280.000 và chưa có phí ship. Đó, chậu cũng một thân như vậy. Đó, thì một chậu như thế này thì em chỉ bán có 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe, rất là khỏe, thân cực kỳ là nù và cây cũng đang một thân và cũng đang lên mầm gốc như thế này. Đó, chuẩn biên rất là đẹp. Và sang bên này đây sẽ là em có một chậu duy nhất hoàng phi hạt này, cây đang nụ này. Đó, cái thân không có lá là lên nụ rất là xinh này cô chú anh chị này. Em bán một chậu như vậy ạ, với giá là 170 này. Bên này đây sẽ là những cái chậu đùi gà dẹt. Chậu đùi gà dẹt này, chậu bự chảng và nhiều thân như vậy, cô chú anh chị có thể lấy hàng cân bên kia nhé, hoặc là lấy hàng chậu này cũng được này, rất là sum xuê luôn ạ. Em bán là 200.000 cho một chậu gà dẹt như vậy. Đó, một chậu gà dẹt là 200.000 rất là đẹp. Và bên này đây sẽ là những cái cây trầm trắng cho cô chú anh chị nào mà yêu mến cái dòng hoa trầm màu trắng ạ. Và thơm nức luôn cô chú anh chị này. Hàng này là hàng chuẩn ươm ki nhá, hàng ươm ki chuẩn cây giống cô chú anh chị nhá. Và hiện tại thì một số cây đã nở hoa, hoa buổi tối mà còn hoa cánh cong bay vút như thế này này. Trắng một cách không tì vết luôn ạ. Thơm tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu trầm trắng như vậy ạ, nó là đều là hàng ươm ki chuẩn mặt bông cây giống luôn cô chú anh chị này. Một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 2-3 thân trở lên. Đó, rơi vào 2-3 thân trở lên và nó cũng đều là chậu nào cũng đều đang có đủ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa. Em bán với giá chỉ có 130.000 cho một chậu này. Đó, chậu nào cũng từ rơi từ 3 thân trở lên tất cả nhá. Em bán với giá chỉ có 130 thôi và về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa cũng như là một cái chậu giống rất là đáng sưu tầm này, dòng trầm trắng ạ. Bảo hành mặt hoa tuyệt vời, trắng tinh tươm và bông hoa rất là to, cánh bay cực kỳ là đẹp như thế này. Đẹp, thơm, rất là thơm cô chú anh chị ạ. Trắng một cách không tì vết luôn nhé. Này, buổi tối mà còn cánh bay vút như thế này này. À, bên này đây sẽ là những cái cây cây tổ quạ cô chú anh chị nhé. Cây tổ quạ này thì bên em là không để lại lá, bởi vì là để nó rất là sum xuê và vướng vận chuyển nó cũng rất là khó. Và bây giờ cô chú anh chị nhìn thấy là những cái lá bên trên này thì về cô chú anh chị treo lên là những cái lá trên này xòe xòe ra rất là đẹp nhá. Vừa trồng làm tiểu cảnh và một cái giá thể để trồng lan rất là tuyệt vời luôn. Đó, trồng lan rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây ấy, thì em có những cái cây mà cái đường kính của nó khoảng tầm bao nhiêu? Khoảng tầm 25-30 cm gì đó. Này, rất là to bự luôn. Em bán mỗi một cái cây như vậy, hàng này thì em bán một cái cây như thế này, đường kính khoảng tầm 25 cm cô chú anh chị ạ, khoảng tầm 25 cm này, rất là bự luôn. Đó, em bán là với giá là bao nhiêu? 25.000 cho 25.000 cho một cây như vậy. Và một cái cây mà bự chảng, cái đường kính nó lên đến khoảng tầm 30-40 cm gì đó, em bán với giá là 35.000 cô chú anh chị nhá. 35.000 rất là to luôn. Đó, bên này đây sẽ là rất là nhiều những mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để giao lưu cùng cô chú anh chị, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất này. Bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm này, kiếm tiên vũ ạ. Những cái chậu kiếm tiên vũ rất là sung sê như vậy, nó cũng chuẩn bị đi vào mùa hoa. Em bán một chậu như thế này với giá là 200.000. Rồi, em xin đến phép được giới thiệu những cái hình dáng hương, những cái chậu phần lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi ạ. Em xin được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi nhé. Trước tiên sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo này,
dáng hương đuôi cáo. Em gọi đây là cái hình số 1 này cô chú anh chị này, hình số 1. 5 cây cáo rất là đẹp. 5 cây cáo này chắc là cô chú anh chị sẽ về được thưởng thức hoa, không biết là cây nào bắt đầu nhú nụ chưa. Hàng này thì hiện tại là đang bắt đầu đi vào cái mùa chuẩn bị là nhú nụ ấy cô chú anh chị. Đấy, 5 cây cáo rất là to và đẹp ở đây ạ. Em bán với giá là 160.000 cho cái hình mẫu số 1 này nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này có tất cả là 8 cây và những cây lá xếp ngắn rất là xinh. Em bán hình này với giá là 170.000. Tiếp theo là cái hình số 3. Cáo số 3 này. Cáo số 3 là những cái cây siêu siêu và những cái cây lá ngắn tròn vo rất là xinh như vậy. Nó có tất cả là 25 cây. Em bán với giá là 130.000. Những cái cây này thì về cô chú anh chị trồng nó phát triển rất là mạnh luôn. Một cái lô cáo xếp tuyệt vời đẹp luôn. Đó, hình này thì có tất cả là bao nhiêu cây đây? Một cái lô cáo xếp rất là xinh. Có tổng tất cả là 9 cây ạ. 9 cây cáo xếp ở đây em bán với giá là 190.000. Sang bên này sẽ là hình số 5. Hình số 5 này thì em có đây, một cái khóm này có 2-3 cây. Một cái rề này có 3 cây tuyệt vời luôn. Chỗ này mà nở hoa, ôi cô chú anh chị nhìn này. Năm ngoái có 3 cái cần hoa tuyệt vời, 3-4 cái cần hoa rất là đẹp như thế này. Cây này thì cũng đang chuẩn bị là có nụ rồi đấy. Cái rề này thì nó là hai dề nhá cô chú anh chị nhá, hai dề đẹp lắm cô chú anh chị ạ, hai dề cực kỳ là đẹp luôn. Hai dề này đảm bảo về cô chú anh chị, hàng này thì người ta cho ăn nắng nhiều ấy, cái lá nó cứ vàng vàng như này này. Cây này thì chắc chắn là sẽ rất là sai hoa luôn đó. Hai dề mẹ, hai dề mẹ con. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 190.000 cho cái hình này nhá, một cái hình rất là tuyệt vời luôn ạ. 190.000 cho cái hình này có hai dề. Tiếp theo sẽ là hình số 6. Số 6, cái hình này có tất cả là 6 cây. 6 cây. 6 cây khá là lớn ở đây này. Bây giờ là về chắc là 1-2 hôm nữa thôi là cô chú anh chị thấy là nó sẽ một khoảng tầm độ khoảng tầm 1 tuần nữa thôi là chắc là sẽ nhú nụ hết rồi. Cái hình này thì em bán với giá là 170.000 nhá. Tiếp theo là hình số 7. Hình này có tất cả là 7 cây. Hình này có tất cả là 7 cây lớn nhỏ nhá cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 150.000 ạ. Và hình số 8. 8 này. Hình số 8 này cũng có tất cả là 10 cây. Lô này tất cả là 10 cây ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng thì bọn em chọn lựa rất là kỹ nên là không dập lá cũng như là gần như không dập, ít dập lá. Nói là 100% không có thì không có đâu ạ. Em bán 160 này. Tiếp theo là cái hình số 9. Hình số 9 này có tất cả là 14 cây luôn nhá. Em bán với giá là 150.000. Và hình số 10. 14 cây ạ. 14 cây ở cái lô này nhá. Cây rất là khỏe luôn này cô chú anh chị này. 14 cây tổng. Em bán cái hình này với giá là 160.000. Và sang bên này sẽ là những cái cây quế lan hương. Cái dòng quế lan hương hàng xếp rụt. Cái dòng đệ nhất hương tuyệt vời đây ạ. Em có cái hình này là gọi là hình số 11 ạ. Hình số 11 này có 6 cây cô chú anh chị nhá. 6 cây này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho cái hình này. 6 cây quế xếp rụt. Tiếp theo là cái hình số 12. Hình số 12 cô chú anh chị nhìn ạ. Một cái cây mẹ con rất là đẹp luôn, rất là xinh luôn như thế này này. Đó, xếp rất là đẹp luôn. Và bên này thì có thêm bao nhiêu cây? Bên này có thêm 4 cây rời nữa. 4 cây rời nữa, đây là cả cái toàn bộ cái hình quế này. Em xin phép bán với giá là 280.000 cho hình này cô chú anh chị này. 280 cho cái hình số 12. Và hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 cũng là một cái hình quế rất là tuyệt luôn. Hình này tổng tất cả là 6 cây và hình này em bán là 250.000 cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em. Tiếp theo cũng sẽ là một cái hình quá là tuyệt vời luôn như này. Đó, xếp rụt rất là đẹp luôn. Cái hình này tổng á, hình này là có 4 ngọn xếp rụt này. Với cả phần bên kia là có 3-4 ngọn nguyên một dề như vậy nữa. Đấy, cái lô này cũng rất là đẹp ạ. Em bán với giá là cũng 280.000 cho hình này nhá. Là cái hình số 14. Hình tiếp theo là hình 15. Đây, cái hình 15 đây cô chú anh chị này. Hình 15 này em có tất cả là 4 cây quế. Hình này em bán với giá 220.000. 4 ngọn. 4 ngọn tất cả đây. 220. Tiếp theo là cái hình số 16. Em bán là hình này có tất cả là 20 cây ạ. Em bán với giá 220.000, 20 cây nhá. Và hình tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 này có 17 cây, em bán với giá 170.000. Hình số 18 có 8 cây. Hình này có tất cả là 8 cây, xếp đẹp. Và hình này em xin phép bán 230.000. Và tiếp theo hình số 19, 9 cây, em bán 200.000. 9 cây ạ. 9 cây nhá, 200.000. Toàn bộ lô này. Tiếp theo hình 20 có đến 25 cây và em bán hình này 25 cây giống siêu siêu. Xinh như vậy, hình này em bán với giá là 200.000. Bên này đây sẽ là những cái phần lô xoắn. Xoắn thì em có bán hàng cân bên kia hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cũng được này. Cái hình này, hình 21 em bán 250.000 cho toàn bộ cái lô này này.
Hình 22, 22 em bán 240. 240 cho phần xoắn này này. Tiếp theo hình 23 em bán với giá là 310.000 cho cái dề xoắn rất là đẹp này. Hình số 24 em bán là 580 à đâu? Đúng rồi, cái dề xoắn này bán với giá là 580.000 nhá. Cái dề xoắn rất là bự chảng ở đây ạ. Hình tiếp theo hình 25 với giá là 280 cho cái lô xoắn rất là đẹp này, xanh lá rất là đẹp. Tiếp theo là một cái dề xoắn mà đang hoa rất là tuyệt luôn cô chú anh chị này. Cánh xoắn suýt mà hoa hồng rất là đẹp, tím hồng đậm rất là đẹp luôn. Cái dề xoắn này nguyên một cái dề một mảng như vậy này. Để cô chú anh chị ghép lên sang năm mình thưởng thức hoa đẹp nhá. Mấy dề này em bán với giá là 450.000. Và tiếp theo cũng là một dề xoắn tuyệt vời luôn. Đã, một cái dề xoắn này. Hàng này thì nó ở ăn nắng nhiều ấy cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị nhìn thấy là thân lá của nó rất là cứng cáp như thế này. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 580 này. 580 cho cái dề xoắn này ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 20, hình 28. Lô xoắn 28 này, em bán cái lô này với giá là 300.000. Hình số 29, 280 và hình tiếp theo 30. Một cái dề chuỗi ngọc rất là đẹp luôn, to đẹp, nhiều nụ. Hình này em bán với giá 170 thôi ạ. Và tiếp theo là cái hình số 31, em bán dây này với giá 200. Bên này sẽ là những cái chậu trầm cổ, những trầm cổ mà nhà vườn người ta đã rất là trân trọng để mà giữ giống. Cô chú anh chị nhìn cái nụ của nó cực kỳ là sai. Từ cái thân của nó xoắn đỏ tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Đó, xoắn đỏ tuyệt vời luôn chị. Và hoa của nó thì siêu đậm đà cô chú anh chị nhá. Chỉ có những cái dòng trầm cổ như thế này. Đã, cái mầm gốc thì lên rất là đẹp luôn. Hiện tại em thấy đang lên 3 mầm gốc tuyệt vời. Nụ thì thôi rồi đây cô chú anh chị, cực kỳ là sai nụ và đều nụ như thế này. Mấy chậu này em bán với giá chiếu 190 nhé. Trước đây một thân như thế vậy như chắc chắn là phải tầm không rơi dưới 300. Hiện tại cả một chậu như thế này. Đấy, cái thân dài nhất của nó chắc khoảng tầm 80 cm. Em bán có 190 ạ. Và tiếp theo sẽ là chậu 33. Chậu này cũng là hai thân. Cao nhất cũng phải 90 phân gì đó. Thân mập nụ như là ngón tay cái luôn. Em bán chậu này 190. Tiếp theo sẽ là chậu 34. Đây, chậu 34 cũng rất là xum xuê đẹp như này. Em bán chậu này cũng rất là mập nù đẹp. Em bán là 190 này. Chậu 35. 35 chậu này là đến 3 thân cô chú anh chị nhá. 3 thân này em bán 250. Mầm quá là tuyệt vời luôn ạ. Chậu 36 2 thân. 2 thân em bán 190.000. Cũng cao dài khoảng tầm 80 cm. Bên này sẽ là những cái cây đai châu Thái, một cái hình đai châu Thái có 4 cây rất là đẹp. Em bán hình này với giá chỉ có 200. Và hình tiếp theo, hình 38. 280.000 cho hình này. 280 cho hình này nhá chú anh chị nhá. Hình 39 ạ. Hình 39 này em bán với giá là 200.000. Và tiếp theo hình 40. Hình 40 này là một chậu cáo thuần. Cô chú anh chị nào nếu như không tự tin với khả năng thuần cáo của mình thì cô chú anh chị lấy những cái chậu này này. Bởi vì thực ra thì nhiều người khi mà thuần cáo ấy nó cũng được khoảng tầm 60-70%. Đó. Chứ không phải là được 100%. Ở chỗ em thì nó cũng khá là dễ thuần. Cái chậu cáo này em bán với giá là 220 này. Chậu 3 cây xếp rất là xinh. Chậu tiếp theo là chậu số 41 em cũng bán 220 nhá. 3 cây rất là đẹp luôn, 3 cây xếp đẹp bóng bẩy như vậy. Tiếp theo là hình số 42 em bán 200.000, 10.000 và hình 43. 43 đây em bán với giá là 210.000 ạ. 210.000 này. Và tiếp theo sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ này, hoa chủ yếu là nở vào thời điểm Tết. Thơm ngát luôn ạ, những cái thân trầm rồng đỏ. Hoa tím đậm đà như thế này này cô chú anh chị này, tím và rất là đậm và cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhá. Đã, những bông trầm rồng đỏ thơm ngát luôn. Cả một cái không gian này. Đấy, hoa tím đậm rất là đẹp, cánh sáp bóng dày. Và chậu này thì là 3 thân ạ, 3 thân trầm rồng đỏ này. Cái chậu này là chậu 44, em bán với giá chỉ có 150.000 cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị về thưởng thức hoa xong rồi cắt ngay những cái thân này ra để mà nhân ki này. Mầm gốc, kích mầm gốc lên nhá cô chú anh chị nhá, sẽ được một cái chậu rất là tuyệt vời. Chậu cây giống tuyệt vời thứ hai nữa là nhân ki ra được rất là nhiều chậu khác nữa. Cô chú anh chị mua trầm rồng đỏ là không bao giờ lo là bị hớ hay là bị lỗ hay là lãng phí đâu. Đấy, cô chú anh chị sẽ được những cây cây giống rất là tuyệt vời luôn. Dễ thuần dễ chăm này, cái chậu này 4 thân luôn ạ, đang nụ này, rất là nhiều ki ở đây cô chú anh chị này. Đấy. Em bán chậu này với giá 140. Tiếp theo là chậu số 46, cái chậu này em bán 2 thân mập đẹp. Đấy, mầm đang lên tuyệt vời luôn. Cái chậu này em bán 140. Tiếp theo là chậu số 47. Chậu này vừa nụ vừa thân, vừa nụ vừa ki này. Rất là nhiều ki luôn ạ. Cho cô chú anh chị là muốn gây giống này. Đấy, đặc biệt là vẫn có những nụ to uỳnh để thưởng thức này. Em bán chậu này 130. Tiếp theo sẽ là chậu 48 ạ. Chậu 48 hoa siêu đậm đà luôn. Trời ơi, đẹp quá là đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cánh sáp bóng hoa rất là đẹp luôn. Trầm rồng đỏ. Cái chậu này thì cực kỳ là sum xuê luôn này.
nhiều ki này, vừa có đang hoa nụ như vậy này. Cái chậu này em bán với giá là 150 nhá cô chú anh chị nhá. À, là chậu 48, chậu 49 này. Chậu 49 đấy ạ. Chậu 49 này em bán 120. Chậu tiếp theo chậu 50 cũng là rất là nhiều thân hoa này. Đẹp cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là cực kỳ là thơm nữa. Cái chậu này em bán với giá là bao nhiêu? Chậu này em bán với giá 150.000, chậu này có đến 4 thân ạ. Và chậu tiếp theo này, chậu này cũng đang chuẩn bị nở hoa rồi ạ. Những cái bông hoa nhìn chuẩn bị nở nhìn ngắm đẹp mê luôn ạ. Cái chậu này 2 thân em bán với giá là 140. Chậu tiếp theo chậu 52. 52 này ạ, rất là nhiều thân này, đặc biệt cũng nhiều ki này. Nhiều thân và cũng đang có ki này, chậu này em bán với giá là 140. Chậu tiếp theo 53, 130.000, chậu này 3 thân, sở hữu ngay một chậu trầm rồng đỏ như vậy. Cô chú anh chị biết rồi, trước đây thì mỗi một thân trầm rồng đỏ trên 200 đúng không ạ? Về cái chậu này cô chú anh chị về trồng chơi đến chăm sóc đến cuối năm nó phải cao tầm trên 50 sen, 5-60 sen cô chú anh chị nhé, mầm mới của nó ạ. Tiếp theo sẽ là chậu 54. 3 thân đẹp rực rỡ luôn. Cái chậu này em bán 150, chậu số 55 cũng là 140. Chậu này 2 thân và chậu 56. Chậu 56 3 thân đẹp tuyệt vời này. Đó, 3 thân rất là đẹp luôn. Cái buổi tối nên là hoa nó hơi có phần cụp này. Cái chậu này em bán 150. Chậu tiếp theo là chậu 57. 4 thân rất là đẹp, em cũng bán chậu này với giá là 150 này. Đó, 4 thân. Ngoài ra thì em có thêm vỏ thông phân dê nhá, đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg. Em có thêm những cái rất là nhiều những chế phẩm ở đây ạ. N3M với giá đây. Duy đỏ 60.000 cho một ống, duy xanh 50.000 cho một ống và Atonic là 10.000 cho một gói nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp bên dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Super Thai hormone tăng trưởng với giá 50.000, B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 và siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000, ba loại phân bón thông minh tan chậm khó kiểm soát với giá 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và cái dây buộc lan chiều dài 100m 35.000 và phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong 35.000 cho một hộp. Kinkin boom này với giá là 25.000 cho một gói nhé. Bên này sẽ là cái Kinkin Boom này là cái thuốc đặc trị thu nhũ. Và bên này sẽ là cái mứt hữu cơ của Hà Lan 70.000 cho một gói như vậy. Và đặc biệt là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương nhá, đã ủ men vi sinh ủ trong vòng trên 2 tháng. Cái sản phẩm phải nói là cung cấp giá trị dinh dưỡng một cách tối đa tuyệt vời và hạn chế nấm bệnh tuyệt vời nhất cho cây đấy ạ. Em bán với giá là 35.000 trong cái sản phẩm như vậy thôi nhá cô chú anh chị nhá. 35.000 trong một sản phẩm như vậy thôi. Cô chú anh chị tìm hiểu cái loại dòng phân trâu này, nếu như cô chú anh chị tìm hiểu dòng phân trâu này thì cô chú anh chị biết rằng là phân trâu mà chỉ qua xử lý thôi người ta xỉ cũng lên đến 40.000 rồi. Còn cái sản dòng phân của bên nhà em không chỉ có phân trâu mà nó còn có cả phân trâu, đỗ tương và dịch chuối. Cô chú anh chị biết là những cái thành phần mà phải làm rất là mất công, rất là cầu kỳ thì mới được ra một cái sản phẩm như vậy. Mà nó với những cái chất, với những cái dưỡng chất như vậy thì cô chú anh chị biết rằng nó có thể cung cấp cái giá trị tuyệt vời như thế nào đối với cây rồi đúng không ạ? Đấy, giá của nó chỉ có 35.000, cực kỳ là rẻ so với cái chất lượng cũng như là cái công sức để mà làm được cái loại một cái túi phân như vậy cô chú anh chị nhá. Bởi vì là em mua cái hàng này là không qua trung gian cô chú anh chị ạ, không qua nhiều tay mối lái nên là bán cho cô chú anh chị giá phải nói là dưới cái giá xỉ luôn ạ. 35.000, cái chất lượng thì hoàn hảo vô cùng luôn nhé. Và bên này sẽ là cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 35.000, 40.000 cho một lọ chứ. Có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn nhé, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.